Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của công ty Phụ Kiện và Cốp Pha Việt nha. Thì video hôm nay mình sẽ xin giới thiệu với anh chị một cái sản phẩm ván phủ phim mới mà công ty Cốp Pha Việt đang cung cấp. Đó là ván phủ phim LTC. Đây là một loại ván phủ phim rất là phổ biến hiện nay, rất là được nhiều anh chị đang sử dụng hiện nay. Thì với rất là nhiều ưu điểm, mà ưu điểm nổi bật nhất của ván phủ phim LTC đó là anh chị có thể sử dụng được 8 đến 10 lần cho một cái sản phẩm ván phủ phim với giá thành chỉ hơn 400 ngàn một chút thôi. Thì cái giá cụ thể của loại ván phủ phim này như thế nào thì anh chị hãy liên hệ với số điện thoại của mình là 0932 087 886 để nhận được báo giá chi tiết. Thì ok, bây giờ mình sẽ quay video cận cảnh loại ván phủ phim này cho anh chị xem nhé. Ok, đây là cận cảnh ván phủ phim 18 ly của LTC nha anh chị. Được sử dụng một loại keo rất là tốt về thông số kỹ thuật của loại ván này. Nếu anh chị cần thì liên hệ trực tiếp với Cốp Pha Việt để nhận được cái bản thông số kỹ thuật về chất lượng, về chất liệu nhé. Và đây chính là logo, chính là logo LTC International FF Plywood nha. Thì chắc hẳn khi nhìn logo thì anh chị sẽ nhận biết và quen thuộc với loại ván phủ phim rất là chất lượng và rất được phổ biến hiện nay. Đây là một loại ván phủ phim rất được nhiều người sử dụng trong năm 2021. Nếu anh chị nào cần ván phủ phim LTC, liên hệ với Cốp Pha Việt để nhận được giá tốt nhất qua số điện thoại là 0932 087 886. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị.